Chào mừng các bạn đến với THOL Gym quận 12. Và trước mặt chúng ta là một chiếc máy khá là đẳng cấp của dòng Pro Performance Plus, có tên gọi là City Pro. Cái đó là lý do tại sao hãng Stuptup xin anh sử dụng tất cả những ảnh video của anh để quảng cáo và truyền thông trên thế giới. Đây là một chiếc máy tập lưng rất hiệu quả trong dòng tập lưng. Khi mà các bạn chỉnh cái răng nó dài ra thì các bạn sẽ gặp một cái khó khăn là lấy răng dày. Muốn giải quyết khó khăn đó dễ lắm. Nhấn này nè, ép vô lại tí. Đó, thấy không? Rồi dứt. Cái này là freeway. Tác dụng của cái máy là freeway. Thì các bạn tập cần phải freeway cái cổ tay. Full cây. Chưa full, từ từ. Chiếc máy này á, tác dụng là cắt cơ. Tập trong cái những cái giáo án lean body, superset, prop set. Cái đó là duy tập nha. Còn mấy bạn mới vô tập là nó lên cơ luôn á. Hả? Nó nhẹ không nhẹ, nó nặng không nặng, nó khó không khó mà nó dễ không dễ. Nó nằm một cái tầm. Cái tầm là Mỹ Đế 2N. Phải vô đây cảm nhận mới hiểu được. Duy Nguyễn đứng đây tôi rất là tự hào. Tại vì á, hiếm phòng gym nào nó dám chơi hai hệ máy đó bạn. Bởi cái hay của cái này á, là bạn thấy là Duy Nguyễn chơi luôn cả hai hệ máy. Một hệ BBS kết hợp với hệ BBL. S với L nó khác dòng thôi. Chung một cái phân khúc là Pro Performance Plus. Pro Performance Plus nha. Tại sao đã có cái máy này rồi mà nó còn có thằng BBL nữa? Thằng BBL là một cái thằng gì đó, nó thầy một cái đẳng cấp của một người tập lâu năm. Nó mạnh mẽ, nó can trường. Nó dũng mãnh như những chiến binh bất bại ngoài xã hội. Còn cái dòng này là cái gì? Một cái sự đề ba, một cái gì đó là một cái trải nghiệm gym. Một cái sự bay bổng, một sự thăng hoa. Mỗi cái dòng nó đều có cái thế mạnh riêng của nó. Ở đây không là sự so sánh. Không là sự so sánh nặng hay nhẹ. Không là sự so sánh mắc hay rẻ. Mà là một sự kết hợp hoàn hảo của Thor Gym các chi nhánh. Vô! Chắc chắn một lần nữa Duy làm tốt hơn mô đồ này. Các bạn có thấy vậy không? Các bạn có thấy là trong những video của Duy Nguyễn đều máu lửa. Trong những video của Duy Nguyễn đều thêm một sự nghiêm túc. Chứ không phải trong video của Duy Nguyễn là những cái tấm hình chụp xong lấy tiền. Một lần nữa kiểm điểm đồng chí này. Cái đó là lý do tại sao cái hãng Stuptup á xin anh sử dụng tất cả những ảnh video của anh để quảng cáo và truyền thông trên thế giới. Có được mô đồ quá chất nhanh không trả tiền nha. Rồi đúng không? Full cây cũng là cái set cuối cùng để chúng ta trải nghiệm một cái máy tập đẳng cấp của dòng PPS. Đơn giản như gì Duy Nguyễn chỉ. Nếu mà các bạn là fan của Duy Nguyễn thì các bạn đã quá biết được cái động tác này. Còn bạn chưa là fan thì bạn hãy nhìn những gì Duy Nguyễn thiện. Một cách máu lửa. Một cách máu lửa. Hãy đến THOL Gym để trải nghiệm PPS Performance Plus. Hãy cùng Duy Nguyễn đến THOL Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tà thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu.
Borat hai em hấp rắc đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.